phần 6. Đen trước đỏ sau. Buổi thứ hai Tôi gửi xe bước vào trường hơi ngạc nhiên nhận ra mình đến sớm, cả sân trường vắng tanh chỉ có vài bác lao công đang quét lá. Nhìn lại đồng hồ tôi cười khổ một mình. Hôm qua vừa chuyển nhà đến gần trường tôi lại theo thời khóa biểu cũ cứ dậy sớm mà đi học. Đêm qua tôi trằn trọc cả đêm vì lạ chỗ, cũng vì trong đầu ngổn ngang câu hỏi về cô Ngọc Nhi. Tôi khẳng định mình không nhìn nhầm, vậy thì cô Nhi nào là thật à? Đã thức khuya, lại dậy sớm, tôi quyết định đến căn tin trường uống một ly cà phê. Vừa chạm cửa căn tin trường, bên trong một bóng áo dài xanh nhạt thướt tha bước ra. Tôi nhận ra cô Ngọc Nhi, cô có vẻ cũng hơi sững người lúng túng khi gặp tôi. Tôi hơi cúi đầu thay lời chào hỏi, đi lướt qua. "Này, Tuấn Phong." Cô Ngọc Nhi chợt gọi. Tôi quay lại, hơi chần chừ cũng bước đến. "Cô tìm em? Qua đây nói chuyện với cô một chút đi." cô ngọc nhi quay người bước về hướng chiếc ghế đá dưới gốc cây lớn tôi bước nhanh đến ghế đá ngồi xuống cố ý giữ một khoảng cách nhỏ với cô ngọc nhi cô nhìn tôi cười nhẹ rồi vươn hai cánh tay hít sâu một hơi như rất thoải mái hôm qua chắc em lạ lắm cô như biến thành một người khác ha cô ngọc nhi che miệng cười hôm qua tôi sững người rồi lắc đầu cười khổ cô đúng là làm em không ngủ được em phải lên mạng tìm thông tin cả đêm đó tìm thông tin gì cô ngọc nhi tròn mắt hỏi thì về chứng tâm thần phân liệt. Tôi nhe răng cười, dám nói cô tâm thần hả? Cô Ngọc Nhi chống nạnh ra vẻ tức giận rồi bật cười nắc nẻ. Cô chợt trở nên trầm lặng, ánh mắt buồn buồn nhìn về phía dãy lớp học mà thật sự đôi khi cô cũng cảm thấy mình như vậy. Sống mà bên trong như có hai con người, cô mệt mỏi lắm. Ba mẹ cô mất sớm khi Ngọc Trâm mới 8 tuổi. Cô trở thành mẹ của em gái mình khi còn học cấp 3 có thể vì thế nên đối diện với Ngọc Trâm cô không bỏ đi được bộ mặt nghiêm khắc hắc ám của mình. Cô Ngọc Nhi cười một mình. Ô, trước đây cô có dạy Hồng Nghĩa sao? Tôi buột miệng hỏi. Ồ, sao em biết? Cô Nhi ngạc nhiên rồi gật đầu. Có, nhưng cô nghỉ lâu rồi. Chuyển sang đây cô cũng không nói cho Ngọc Trâm nghe. Tại sao cô không nói? Tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác cô ngọc nhi thở dài vân vê tà áo chậm rãi nói hồng nghĩa là trường điểm của thành phố lương giáo viên có phụ cấp của trường nên thu nhập cao hơn nhiều so với những nơi khác khi đó cô rất tự tin với thu nhập của mình cô gửi ngọc trâm vào trường đại học tốt nhất mà không quan tâm lắm đến học phí sau đó cô có ít vấn đề không phù hợp ở trường nên chuyển về đây học phí của ngọc trâm trở thành một gánh nặng nhưng cô không muốn con bé lo nên không nói tôi nhìn cô ngọc nhi không biết nói gì cả trường ai cũng thừa nhận cô đẹp nhưng họ không biết rằng bên trong tâm hồn cô còn đẹp và cao cả hơn nhiều cô thay mẹ hy sinh nuôi dạy em gái hy sinh đến mức quên mất vị trí người chị của mình sâu trong lòng tôi chỉ biết thở dài cảm thán cô nên nói với chị ngọc trâm chị ấy lớn rồi không bé bỏng nữa chị ấy có thể chia sẻ bớt áp lực cuộc sống cho cô cô ngọc nhi quay qua nhìn tôi ánh mắt ngạc nhiên rồi hiện lên chút bối rối tránh đi nói chuyện với em Đôi khi cô cũng không nhớ em là học sinh lớp 12 đấy. Không hiểu sao cô nói rất nhiều à? Cô che miệng cười hai gò má ửng đỏ xinh đẹp đến ngộp thở. Lúc này trường đã có học sinh lục tục đi vào. Cô Ngọc Nhi nhẹ nhàng đứng lên, chỉnh lại tà áo dài nhìn tôi nói, "Chuyện hôm nay em không được kể cho ai nha, nhất là Ngọc Trâm." "Vâng, em biết rồi cô." Tôi gật đầu. "Cảm ơn em." Cô Ngọc Nhi vừa dạo bước thì quay lại nhìn tôi nói, từ nay nếu không trong lớp em cứ gọi chị là chị Nhi như ở nhà là được rồi. Cô cô hoài nghe già lắm. Không đợi tôi trả lời, cô cúi đầu bước đi thật nhanh. Xem ra lại có thêm chị rồi tôi khẽ gật gật đầu vác chiếc cặp lên vai nghênh ngang đi về lớp. Xin chào. Xin chào những người đẹp. Hôm nay Thủy Trang đẹp hơn thường ngày nha. Cút. Bà không rảnh. Qua. Mỹ Hạnh lại quên mặc áo lá rồi. Cái áo nhỏ như vậy làm trái tim người đàn ông như anh phải thổn thức. Vô duyên, muốn đòn hả? Ếch. Mày thấy quyền mập hôm nay bị sao vậy? Sao tao biết được, hay là mỡ tràn màng não? Cả lớp xôn xao vì sự khác lạ của quyền mập. Hôm nay nó chải chút vút keo tóc, xịt nước hoa. Còn cái miệng thì khỏi nói, không ngớt đùa cợt trêu chọc chị em trong lớp. Chỉ có tôi, Vân Nhu và Thanh Thủy biết lý do. Biểu hiện ba đứa đều khác nhau tôi cố nén cười vân nhu giả vờ như học bài không thấy không biết còn thanh thủy thì miệng không ngớt lầm bầm chửi rủa vân nhu chợt quay qua nhìn tôi ánh mắt thoáng buồn nói anh không nên đối xử với thanh thủy như vậy hả anh tôi điếng cả người nhìn nàng chân chối nàng cười nhẹ nụ cười lại lạnh nhạt kỳ lạ chiều hôm đó lúc anh bước ra từ trong là em đã biết anh không đi toilet nên anh không biết quán mẹ thủy chỉ có một toilet chính là nơi bọn em đứng chờ anh anh Tôi thấy cuống họng mình đắng chát không biết nói gì lúc này. Em chơi thân với Thanh Thủy mấy năm nay em biết, quyền mập không bao giờ có thể là đối tượng của Thủy. Dạng người Thủy thích nếu không là Phương thì chỉ có anh. Tôi thấy trời đất như sụp đổ. Tôi vươn tay muốn nắm tay Vân Nhu nàng rụt lại. Nàng quay qua nhìn tôi, ánh nàng mắt điềm nhiên vô cảm, em không giận gì anh đâu. Hôm qua em đã suy nghĩ rất nhiều, em không muốn một lúc nào đó thân thể em lại bị anh đem ra chia sẻ với người khác không không bao giờ có chuyện đó tôi gần như hét lên lòng đau nhói cả lớp im bặt nhìn về phía hai đứa tôi vân nhu cúi đầu lật sách điềm nhiên như không có gì xảy ra còn tôi như ngồi trên chảo dầu đau đớn rằng xé tôi cố kìm giọng nói mình run run nói với nàng em không phải thủy không bao giờ là thủy anh không cô vào lớp rồi anh đừng nói nữa vân nhu đứng lên chung với cả lớp tôi ngơ ngác đứng lên lại ngồi xuống cả buổi học không có chữ nào lọt vào đầu đầu óc tôi trống rỗng không chứa được bất cứ thứ gì nhìn vân nhu ngay bên cạnh lại xa xa như không thể chạm tới lòng tôi đau khổ không thể tả trước đây tôi chưa bao giờ có cảm giác này tại sao tại sao tôi làm như vậy tôi hối hận thật sự tôi hối hận sau buổi học tôi muốn đi theo xin lỗi vân nhu nhưng nàng không trả lời tôi cứ như bong bóng xà phòng nổ tung biến mất trong mắt vân nhu không còn tồn tại trên đời chỉ nhìn qua cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Thanh Thủy và Quyền Mập cũng ái ngại chạy xe theo xa xa phía sau hai đứa tôi. Cho đến lúc tôi chán nản bỏ cuộc hãm xe lại hai đứa mới chờ đến bên cạnh. Ba đứa nhìn theo bóng dáng Vân Nhu đạp xe xa dần. Em xin lỗi, em không nên. Thanh Thủy nói. Tôi nhìn Thanh Thủy trầm giọng nói, không phải lỗi em. Mà chính anh mới là người có lỗi với em. Anh xin lỗi. Em không trách anh đâu. Thủy cúi đầu lý nhí nói. Quyền mập choàng qua vai Thanh Thủy nói xen vào, thôi để tao hy sinh cặp với Thủy cho mày đỡ ái náy nha. Thủy hất hất cánh tay nặng trĩu của nó ra, vì hy sinh cái đầu ông đó, lo mà giảm cái bụng còn một nửa đi rồi nói. Thiệt hả? Quyền mập lắp bắp mặt đỏ lên háo hức. Thủy không quan tâm đến nó quay qua hỏi tôi hay để Thủy đến nhà Vân Nhu nói chuyện. Mà không được, Thủy không biết nhà Nhu, cả lớp này cũng không ai biết nhà Nhu ở đâu tôi hơi bần thần nhìn về hướng vân nhu đã mất dạng tôi chợt nhận ra bao nhiêu thời gian bên vân nhu lại không quan tâm gì đến nàng thậm chí buổi sáng thứ bảy khi phát hiện nàng làm thêm ở quán cà phê sau đó tôi cũng lơ là không một lời thăm hỏi tôi thấy mình hành xử như một đứa con nít to xác bày đặt nói chuyện yêu đương tôi thấy xấu hổ với chính bản thân mình về đi để lại một câu cho thủy và quyền tôi kéo tay ga lao vút về hướng vân nhu vừa đi nửa tiếng sau tôi chán nản bỏ cuộc vân nhu trên chiếc xe đạp cứ như một nàng tiên dịu dàng nhàn nhã nhưng chỉ cần hô khẽ một tiếng là biến mất không để lại chút tăm hơi bước vào cửa nhà cô ngọc nhi tôi mới nhớ ra là nơi này không có ai nấu ăn cho mình thế là đành ngậm ngùi ôm cái bụng đói meo lê từng bước về phòng tuấn phong em ăn gì chưa chợt tiếng chị ngọc trâm gọi ra từ trong bếp tôi hơi ái ngại nhưng cũng vẫn trả lời em chưa ăn ừ xuống đây ăn mì với chị ok em xuống đây hai tô mì gói nóng hổi bốc khói nghi ngút bình thường tôi không hảo món này lắm nhưng hôm nay lại cứ chảy nước miếng liên tục ơ ờ, ăn đi chờ cái gì chị ngọc trâm kéo một tô về phía mình bắt đầu ăn tôi cũng gắp lên một đũa mì thổi phù phù cho bớt nóng rồi hỏi chưa cô ngọc nhi ít khi về nhà hả chị chị trâm vừa dùng tay quạt quạt cái miệng nóng đỏ vừa nói à hôm nay chị nhi có về đấy chắc về trễ chút. Chị nhìn đồng hồ rồi cúi đầu ăn tiếp, lại ngồm ngoàm kể cho tôi nghe. Thường ngày chị Nhi không về ăn trưa đâu. Bên chị Nhi dạy bên Hồng Nghĩa có chế độ rất cao nha. Giáo viên ăn trưa theo tiêu chuẩn nhà trường, không phải mấy thứ mì gói như chị em mình đâu. Chị Nhi còn nói, đôi khi không dám xuống ăn để giảm cân bớt đó. Tôi thầm gật đầu, dường như hôm đó tôi nhớ cô Ngọc Nhi không ăn gì buổi trưa. Mà sao em gọi chị Nhi là cô chứ? chị có dạy em đâu em tôi giật thót mình vì sơ hở của mình vội chữa cháy em bị bệnh sợ cô giáo nha cứ thấy cô giáo dù không dạy em em vẫn sợ hà hà thật hả hi hi mà không sao mấy tháng nữa chị nhi lấy chồng thì căn nhà này chỉ còn chị với em nói đến đây thấy có vẻ hơi mờ ám chị ngọc trâm mất tự nhiên nín bặt chị nhi lấy chồng lấy ai vậy chị tôi hỏi dồn à anh rể tương lai của chị là thầy tùng giáo viên ưu tú của hồng nghĩa nha ngọc trâm ưỡn ngực có vẻ tự hào chợt che tay nói nhỏ anh tùng cũng là con trai lớn của thầy hiệu trưởng tôi gật gật đầu không hiểu sao thấy lòng buông lỏng không ít tôi gần như có thể khẳng định cái đám cưới kia mà ngọc trâm hâm mộ sẽ không xảy ra và nhân vật tùng và bố anh ta có thể là lý do chính mà cô ngọc nhi rời khỏi hồng nghĩa Ăn xong hai tô mì tôi kiên quyết dành rửa chén để chị Ngọc Trâm tranh thủ thời gian lên lầu thay đồ đi học. Không chỉ là hai cái tô trên tay, trong bồn rửa chén còn mấy cái khác, tiện tay tôi rửa luôn. Lúc trước còn ở Sóc Trăng tôi vẫn thường rửa chén cho ba mẹ. Ông bà kỹ tính, không thích có người lạ trong nhà nên không bao giờ thuê người giúp việc. Rửa xong chồng chén bát úp lên kệ, tôi chợt nghe tiếng chị Ngọc Trâm nói chuyện điện thoại. Chị, không được mà, em đã bị trường nhắc mấy lần rồi, xấu hổ chết được rồi chị nhanh lên nha em sắp trễ học rồi tôi bước lên phòng khách lặng lẽ nhìn bộ dáng lo lắng bồn chồn của chị ngọc trâm dường như hai người đang có chuyện gì đó khó xử liên kết câu chuyện cô ngọc nhi kể khi sáng tôi có thể đoán được ít nhiều chị chờ chị nhi về à tôi thử dò hỏi ừ em đi nghỉ đi chị trâm không quay lại gật đầu chị chị bị trường nhắc học phí à tôi thấy mặt mình hơi nóng lên như một kẻ nhiều chuyện. Em, em nghe được rồi à? Ngọc Trâm quay lại nhìn tôi rồi dậm chân giận dỗi. Do chị Nhi hết, cứ ham công việc rồi quên trước quên sau. Ngày nào chị cũng nhắc rút tiền. Lại quên, ừ, hôm nay không có tiền chị không đi học nữa. Bị nhắc hoài xấu hổ chết được. Chị cần bao nhiêu? Em đưa chị rồi đi cho kịp giờ học. Tôi nói, mà sao được, mà nhiều lắm, em không có đâu. Chị Ngọc Trâm sững người. Bao nhiêu mà nhiều, em cũng có khá khá tiền ba mẹ gửi lên mua máy tính. Em chưa dùng đến, 27 triệu đó, em có không? Chị Ngọc Trâm nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Có, chị đợi em chút. Chạy vù về phòng, 2 phút sau tôi đưa cho chị Trâm tôi nói, chị cầm đi. Chị Ngọc Trâm nhìn cọc tiền xanh trước mặt lại nhìn tôi vẻ khó tin, em thật sự có. Em còn nhỏ như vậy mà ba mẹ em cho em giữ tiền. Trời, em nói đây là tiền mua máy tính. Chẳng qua em thấy cái laptop em đang xài còn tốt nên chưa mua thôi. Hơi mất kiên nhẫn với bà chị ngây ngô này, tôi dúi luôn cọc tiền vào tay chị hối thúc, cầm đi. Đi học nhanh lên không muộn bây giờ. Ờ, tối nay chị có sinh nhật bạn về trễ. Về chị nói chị Nhi trả em ngay. Cảm ơn em nhé. Chị Ngọc Trâm cẩn thận nhét tiền vào túi. Được rồi. Được rồi, coi như em đóng tiền nhà dài hạn cũng được mà. Đi đi. Hả? Tiền nhà 1,5 triệu một tháng. 27 triệu là... là... một năm rưỡi. Nghe Ngọc Trâm vừa dắt xe ra, vừa lẩm nhẩm tính toán, tôi chỉ biết cười khổ. Chị Ngọc Trâm so với chị Thùy Vi vừa giống mà cũng khác nhau khá nhiều. Chị Vi ngây ngô chuyện tình cảm, sống khép kín. Còn chị Trâm có vẻ hoạt bát hơn nhiều, nhưng còn lại là một đứa trẻ trong thân xác người lớn chợt nhớ đến Vân Nhu, mặt tôi tối sầm nín lặng. Tôi có quyền cười người ta là con nít sao. Khi chính tôi cũng cư xử ấu trĩ và dại dột. Quay vào nhà, tôi vừa khóa cổng thì cô Ngọc Nhi hớt hải chạy về. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy cô chạy một chiếc xe đạp cũ kỹ thay vì chiếc xe máy nhỏ như mọi khi. Thấy tôi, cô liền thu lại vẻ lo lắng trên mặt điềm nhiên mỉm cười, phong mở cửa cho chị với. À, vâng. Tôi nhanh chóng mở cửa, phụ cô dắt xe vào nhà, Ngọc Trâm đâu rồi em? Cô Nhi hỏi. Dạ, chị Trâm đi học rồi cô. Tôi hơi lúng túng với kiểu xưng hô mới. Cô Ngọc Nhi quay ngoắt lại ngạc nhiên, cũng không quan tâm tới kiểu xưng hô của tôi mà hỏi gấp nó. Chị Trâm có nói gì với em không? Nó nói nó chờ chị mà. Không sao, cô vào nhà đi. Chị Trâm có tiền đóng học rồi. Em đưa. Em. Em hả? cô ngọc nhi ngồi xuống ghế thẫn thờ nhìn tôi ấp úng một lúc không nói ra thành lời đôi mắt cô đỏ hoe từ từ dịn ướt cô nghẹn ngào che mặt kìm nén tiếng nấc khẽ cô sao vậy không có chuyện gì đâu đừng như vậy ngồi đối diện cô ngọc nhi chợt tôi thấy bàn tay cô run run nắm chặt lưng bàn tay còn ít vết xước đỏ dịn tôi thẳng thốt chồm đến nhẹ nhàng mở bàn tay cô ra lòng bàn tay cô có một đường xước khá sâu do ngã cô cô không sao lâu quá không đi xe đạp không quen cô ngọc nhi rụt tay lại gạt nước mắt nói không được cô ngồi im đó không biết tủ đựng dụng cụ y tế của nhà ở đâu tôi lao lên lầu lấy phần bông băng y tế dự phòng do chị vi mua cho mình để cô tự làm coi kìa mới nói kêu là chị giờ lại xưng là cô tôi dành lại chai thuốc sát trùng gắt lên để em cô ngồi im đó cô ngọc nhi ngồi im đưa bàn tay cho tôi hoàn cảnh lại trở về như một lần trước đây không lâu cô ngọc nhi im thiên thít ánh mắt mâu thuẫn bối rối nhìn tôi hơi thở cô có chút nhanh thoang thoảng lan vào mũi tôi một mùi hương dịu mát tôi tập trung lau sạch vết thương trên bàn tay cô rồi băng lại tôi kéo bàn tay còn lại của cô ngọc nhi lật qua lật lại rồi nhìn quanh người cô cô ngọc nhi phì cười gạt tay tôi ra hết rồi không còn chỗ nào nữa đâu bộ muốn cô bị thương nhiều hơn hay sao vậy à không tôi gãi gãi đầu cười chợt nhớ tôi hỏi tiếp cô chưa ăn gì đúng không để em nấu mì cho cô nha không cô không đói phong cô ngọc nhi gọi theo rồi thở dài nhìn tôi đi vào nhà bếp tuy tôi không thích ăn mì lắm nhưng nấu mì thì không thể không biết tôi không phải là một thằng con trai siêng năng càng không thích vào bếp nhưng không hiểu sao những việc tôi đang làm cho cô ngọc nhi lại làm lòng tôi ấm áp dễ chịu cảm giác day dứt khó chịu khi nghĩ đến vân nhu cũng vì vậy mà nguôi ngoai đi nhiều Mì tới đây. Tôi bưng tô mì trứng đặt lên bàn ăn. Cô Ngọc Nhi mỉm cười thật tươi, ngồi xuống, cảm ơn em. Tôi xua xua tay cầm đôi đũa đưa qua cô, nhưng chợt nhận ra bàn tay cầm đũa của cô Ngọc Nhi lại bị băng kín. Tôi quyết định ngồi xuống lấy lại đôi đũa. Em làm gì? Không cần như vậy đâu. Cô Ngọc Nhi thoáng đỏ mặt nhìn tôi gắp đũa mì đưa lên miệng thổi thổi. Ngoan, há miệng. Tôi dùng muỗng hứng lấy đũa mì đưa qua dỗ dành trời ơi phong à cô ngọc nhi mặt đỏ bừng rồi miễn cưỡng hé miệng cho tôi bón ngon không cô che miệng gật gật đầu hai gò má đỏ bừng xinh đẹp đến mức tôi muốn ngộp thở phong tiền kia ở đâu em có vậy cô ngọc nhi chợt hỏi nhỏ à tiền ba mẹ cho em mua máy tính mà máy tính em còn dùng tốt lắm vẫn bài cũ soạn lại tôi nói nên cô không cần quan tâm đâu hay xem như em trả tiền nhà trước cũng được như vậy như vậy không ổn lắm đâu. cô ngọc nhi cúi đầu nói nhỏ. tôi gấp mì thổi thổi rồi đưa qua. cô ngọc nhi há miệng cho tôi đút rồi lặng lẽ cúi đầu như suy nghĩ. tôi gấp thêm mì cuộn cuộn lại trên chiếc muỗng nói nhỏ. cô đừng quan tâm đến số tiền đó. em thấy cô nên đi chuộc chiếc xe máy trước. không có xe cô đi dậy cực lắm. sao em biết? cô ngọc nhi sừng sốt tái mặt hỏi lớn. tôi cười tủm tỉm cũng không ngẩng đầu nói. hay Mấy cái vụ túng thiếu cầm đồ này sao cô dành bằng em chứ? Vừa nhìn chiếc xe đạp kia là em biết rồi. Nhưng em, em đừng nói với Ngọc Trâm nha. Chuyện này thật sự rất xấu hổ. Cô cúi đầu nói nhỏ. Lát em chở cô đi lấy xe lại. Không cần giấu giếm gì hết. Thôi ăn đi nha. Á, à, nóng. Cô Ngọc Nhi chợt cả người giật này, há miệng quạt quạt liên tục. Tôi hoảng hốt vì mình vừa rồi quên thổi mà bón thẳng cho cô. Nhả ra, nhả ra đi. Tôi đưa tay hứng trước miệng cô. Cô gạt tay tôi mặt đỏ bừng lên. rối loạn không suy nghĩ nhiều, tôi trồm đến sát cô Ngọc Nhi mà thổi. Cô sững người, mặt cô đỏ lên khi miệng tôi gần như chạm vào môi cô. Giây phút này thật kỳ lạ. Đồng hồ treo tường cũng ngừng điểm mọi thứ như dừng lại. Tôi thấy đôi môi đỏ mọng hé mở của cô Ngọc Nhi thật gần, thật gần. Cô chợt tránh đi môi tôi chạm nhẹ lên gò má cô rồi dừng lại. Môi tôi truyền về một cảm giác ấm áp mịn màng như nhung, mũi tôi say mê người một mùi hương thơm ngát ngọt ngào. Phong, cô Ngọc Nhi chợt lùi lại quay người giấu đi gương mặt đỏ bừng như mận chín. Không kịp để tôi hoàn hồn, cô Ngọc Nhi hối hả như chạy về phía cầu thang. Tiếng cô vọng xuống từ trên lầu, em dọn giúp cô. Cô hơi mệt chút. Chát tôi tự đánh cho mình một cái thật đau. Giờ phút này nghĩ lại tôi mới thấy mình thật liều lĩnh, mày điên rồi. Tôi không biết từ lúc nào trong đầu tôi lại có ý nghĩ quái gở về cô Ngọc Nhi. Hay là mình bị tiêm nhiễm đầu óc dơ của quyền mập? Oan quá sư phó à, một thằng quyền mập khác trong tâm trí tôi không ngừng kêu gào. Tôi chợt nhớ đến chuyện chiều hôm đó. Cảm giác tê dại đó dường như để lại trong tôi một nỗi ám ảnh tội lỗi, tôi thầm thở dài. Chiều hôm đó vào lúc 16 giờ, không thể đợi được nữa, tôi lên phòng gọi cô Ngọc Nhi. Đây là lần đầu tiên tôi bước lên lầu một của căn nhà. Căn phòng của cô và Ngọc Trâm nằm ngay trên gian gác tôi ở. Tôi chần chừ một chút đưa tay lên gõ. Cộc cộc, cộc cộc, gõ mấy lượt không có tiếng trả lời. Cô ơi, em Phong đây, vẫn không có tiếng trả lời. Tôi thấy lòng hơi nôn nao lo lắng. Hít một hơi thật sâu tôi đẩy nhẹ cánh cửa nhìn vào trong. Bên trong căn phòng kéo rèm khá tối, một mùi hương thoang thoảng dễ chịu của phụ nữ truyền vào mũi tôi một cái bàn làm việc ngăn nắp một cái ghế hơi xéo một bên bên cạnh là một chiếc giường đôi đơn giản nhìn lên giường đập vào mắt tôi đầu tiên là mái tóc dài đen óng ả của cô ngọc nhi xõa tung che phủ cả bờ vai và tấm lưng thon gầy của cô cô như đang ngủ quay lưng về phía tôi cô ngọc nhi như nghe được tôi gọi cô ngọc nhi khẽ động đậy rồi khó nhọc quay lại mặt cô đỏ bừng một cách bất thường hai mắt mệt mỏi nhìn lên tôi em xin lỗi nhưng em gọi nhiều lần mà không thấy cô thưa em định chở cô đi lấy xe tôi ấp úng giải thích cô ngọc nhi xua xua tay thều thào yếu ớt em giúp cô lấy xe về được không cô cô hơi mệt giấy biên nhận còn có tiền trong giỏ sách của cô trên biên nhận có địa chỉ tôi chợt bước đến đặt tay lên chán cô lòng tôi liền trầm xuống chán cô rất nóng cô sốt rất cao có thể do thể trạng cô ngọc nhi yếu lại đạp xe đạp về nhà bị cảm nắng để em lấy ít thuốc cảm cô uống trước. Tôi chạy xuống phòng tìm thuốc, lại chạy xuống bếp rót ly nước ấm đem lên phòng cho cô Ngọc Nhi. Ngồi xuống cạnh giường, nhẹ đỡ bờ vai cho cô ngồi dậy, tôi phát hiện lưng áo cô ướt sũng mồ hôi. Cô Ngọc Nhi uống thuốc xong khó nhọc nằm xuống. Em đưa cô đi bệnh viện nhé. Không, không cần. Lát cô khỏe thôi mà. Cảm ơn em. Em giúp cô. Còn chiếc xe đạp là cô mượn của bác bảo vệ trường. Mai cô trả sau. Nhưng tối nay chị Trâm về trễ. Cô lại ở nhà một mình. Tôi lo lắng. Không sao đâu. Cô Ngọc Nhi xua xua ra vẻ rất mệt mỏi. Nhìn cô tôi chỉ biết gật đầu nói nhỏ, cái xe cứ để em lo. Vậy cô cứ nghỉ đi. Tìm được biên nhận và sắp tiền trong túi sách của COP Ngọc Nhi. Tôi xuống nhà khóa trái cửa, đi bộ ra tìm xe ôm. Tôi không đi xe mình vì phải chạy chiếc xe của cô Ngọc Nhi về nói ra vẻ dành nghề thật ra tôi chưa đi cầm đồ của mình bao giờ cả không cờ bạc không gì cả tiền bạc lại dư giả quanh năm tôi không có lý do nào để đến những nơi như vậy tiệm cầm đồ trong ký ức của tôi có chăng là từ bạn bè kể nào là lãi suất cắt cổ luộc đồ cầm cố giang hồ bảo kê người như cô ngọc nhi lẽ ra không bao giờ nên đến những nơi như vậy theo địa chỉ trên tờ biên nhận tôi dừng chân trước một căn nhà lớn khang trang với hàng xe máy dài dài đỗ ngang trên hè ánh mắt tôi lướt qua, liền nhận ra chiếc xe nhỏ màu kem hồng của cô Ngọc Nhi dựng cuối hàng. Một gã đàn ông có vẻ bạm trợn bước ra hất hàm hỏi, cầm điện thoại hả? Có vẻ như gã đã quan sát tôi không đi xe. Không, tôi đến lấy xe của người quen. Xe nào? Chiếc đó. Tôi chỉ tay. Biên nhận đâu? Đây, tôi rút tờ biên nhận đưa qua. Xe này mới cầm hồi trưa, giờ chưa lấy được. Gã phán một câu, ném trả tôi tờ biên nhận. Tại sao? Lãi ngày bao nhiêu tôi trả? Tôi ngạc nhiên hỏi. Lãi một ngày thì hết ngày mới trả. Mai quay lại đi. Gã ngồi nửa mông lên chiếc xe rút thuốc lá đặt lên môi. Tôi không hiểu. Tôi nhíu mày kìm nén. Tôi trả anh tiền nợ, dù tôi lấy sớm hơn vẫn trả đủ anh lãi chọn một ngày. Tại sao không được lấy? Đây là quy định. Chưa đi cầm đồ bao giờ à? Gã phì phèo thuốc lá vẻ mặt chơ chơ không quan tâm. Quy định nào? đưa cho tôi xem. Tôi hỏi, tao nói nó là quy định thì nó là quy định. Mày hỏi nhiều muốn chọc tao điên lên à? Gã vứt điếu thuốc bước đến ra vẻ hùng hổ dọa nạt tôi. Nóng sông lên tới tận đầu. Tôi nheo mắt bước đến, tao đứng đây. Tao muốn xem mày làm gì tao? Chuyện gì vậy? Một người phụ nữ béo mập ngồi trong nhà hô lớn. Gã đàn ông hậm hực quay vô trong kể lể, thằng này nó kiếm chuyện. Đó. Người phụ nữ nghe hết câu chuyện gật gù một chút rồi nói lấy xe trước không phải không được, mà phải chính người cầm xe đến lấy. Tôi nhíu mày nhìn vẻ đắc thắng trên mặt gã đàn ông và người phụ nữ kia. Để lại chiếc xe ở nơi này qua một đêm e rằng ngày mai đã thay mận đổi đào. Không còn cách nào khác tôi buộc lòng phải xuống nước bước đến. Người phụ nữ béo mập mồm nhai nhóp nhép cây tăm, ánh mắt ti hí nhìn tôi. Chị hai à, bây giờ thế này, vay 22 triệu, lãi ngày 1,2 triệu. Tôi trả chị 2 triệu xem như lãi cho tôi lấy xe trước được chưa? Phì, bà ta nhổ cây tăm rơi ngay mũi giày tôi nhếch mép cười. Chị không làm từ thiện à? Em thông cảm mai quay lại đi. 2 triệu rưỡi vậy, hơn 2 ngày lãi rồi đó. Tôi cố kìm nén này nghỉ. Bà ta có vẻ động tâm, quan sát cả người tôi rồi buông một câu, lấy bây giờ trả năm củ, không thì mai quay lại chỉ trả 1,2 triệu thôi tôi nghiến răng tức giận đúng là một lũ ăn cướp giữa ban ngày năm củ không phải là con số lớn với tôi nhưng cơn uất nghẹn này thật khó nuốt trôi nghĩ đến cô ngọc nhi còn sốt hầm hập ở nhà tôi thở dài rút tiền gã đàn ông khoái trá nhe răng cười vỗ vỗ vai tôi khà khà chú em mày rất chịu chơi con bé kia mặc áo dài đúng là ngon cái dáng đó mà từ đằng sau thì câm miệng Tiếng hét bất ngờ của tôi làm gã đàn ông và người phụ nữ kia giật bắn cả người. Bao nhiêu bực tức và uất ức của tôi dồn nén từ sáng đến giờ như một quả bóng bơm căng, giờ lại gặp những lời lẽ của gã đàn ông bôi nhọ người phụ nữ mình kính trọng làm tôi như nổi điên. Tôi hầm hầm chỉ tay vào mặt gã nghiến răng gằn từng chữ, mày liệu hồn ngậm cái miệng của mày lại. Gã đàn ông kia sau vài giây ngạc nhiên liền mặt đỏ bừng bừng, hai mắt long lên sòng sọc rít vào mặt tôi, thẳng danh con. Tao không muốn trả xe nữa. Cút ra cho tao. Mai kêu con kia lại cho ông một cái rồi lấy xe về. Mày muốn. Tôi gầm lên lao đến dùng hết sức bình sinh tông thẳng vào gã. Gã ôm mũi loạn choạng ngã ra sau, miệng hét lên như heo bị chọc. Từ trong nhà lao ra ba bốn gã đàn ông khác miệng mồm còn ngồm ngoàm nhai cơm. Bọn chúng lao đến bao quanh tôi. Từng cú huỳnh huyệt rơi trên người tôi. Tôi chống trả nhưng thậm chí không xác định được mình đánh vào, chúng vào chỗ nào. Tôi gục xuống, dừng lại ngay lúc này một tiếng hô lớn vang lên tôi chỉ thấy một màu xanh cảnh phục lướt qua rồi mọi vật tối sầm không biết qua bao lâu tôi mơ màng như nghe tiếng người gọi tôi vừa mở mắt liền nhận được cơn đau đớn ê ẩm khắp toàn thân tôi cắn răng ngồi lên nhận ra mình đang ở trong một căn phòng nhỏ trước mặt tôi là một người đàn ông mặc cảnh phục xanh anh ta quay lại nhìn tôi nói tỉnh rồi hả